Tin Tri Tít Lò, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, Nam Mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, thoát khỏi tai ương, vượt qua vận hạn, trúng số liên tiếp, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật két nếu như nắm bắt được ba cơ hội vàng này. Hoan hỷ chào đón quý ông bà, anh chị và đặc biệt là quý tín chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, Nam Mạng đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mình chúc quý vị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, kính thưa quý bạn, đã bao giờ bạn cảm thấy bản thân mình không biết phải làm gì với cuộc đời này hay chưa? Bạn có lẽ đang thực sự bế tắc, bạn có thể đang cảm thấy thất vọng với cuộc sống, đau thương, đổ vỡ, khó khăn trùng trùng, thậm chí là bật khóc giữa màn đêm. Bạn có thể đang bị mỉa mai trong ngày hôm nay, bị đối xử bất công, tệ bạc, đồng nghiệp vùi dập và không biết phải làm sao để bước tiếp. Nhưng bạn ơi, bạn cứ yên tâm, những ngày tối tăm chắc chắn sẽ kết thúc và mở ra cho bạn một tương lai sáng lạn, tràn trề hy vọng, giàu sang phú quý. Trời mưa giông rồi sẽ tan, mọi khó khăn đều sẽ vượt qua. Sau cái màn đêm điên tối là ánh sáng của buổi bình minh, không có gì kéo dài mãi mãi và một khoảnh khắc đều mang lại cho bạn một khởi đầu mới. Một năm mới sẽ mang lại cho bạn những cơ hội làm giàu mới và điều mà bạn cần phải làm lúc này là nắm bắt và thực hiện những cơ hội đó mà thôi. Và trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi hoan hỷ được chia sẻ với quý tín chủ tuổi Canh Tuất về vận trình tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, Nam Mạng trong năm Giáp Thìn 2024 với ba cơ hội vàng thúc đẩy công danh, sự nghiệp lên hương, tài lộc viên mãn, sức khỏe như thần. Về vận trình chi tiết cụ thể ra làm sao thì ngay sau đây xin mời quý tín chủ tuổi Canh Tuất cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Đầu tiên, thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, Nam Mạng. Canh Tuất, hay còn được gọi là tự quan chi cầu hay chó trong chùa, năm sinh dương lịch, từ ngày 6 tháng 2 năm 1970 đến ngày 26 tháng 1 năm 1971, mạng thoa xuyến kim, xuyến bằng vàng, khắc đại lâm mộc, con nhà bạch đế, số phú quý, xương con chó, tướng tinh con cáo, ông quan đế độ mạng, thiên can, canh, tương hợp, ất, tương hình, giáp, bính, địa chi, tuất, tam hợp, dần ngọ tuất, tứ hành xung, thìn tuất sửu mùi. Canh tuất nam mạng hợp với nạp âm hành kim, do can canh kim ghép với chi y tuất thổ, thổ sinh nhập kim, tức chi sinh can. Nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành, thuộc lứa tuổi có căn bản vững chắc, thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời. Sinh vào mùa thu và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh, canh tuất có nhiều kim tính trong tuổi, khi kim vượng hay suy. Thiếu chất hỏa kiềm chế, các bộ phận như phổi, ruột dễ bị suy yếu khi lớn tuổi nên lưu ý từ thời trẻ để về già đỡ bận tâm. Những người tuổi Canh Tuất nam mạng thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân mình. Họ thẳng thắn và vị tha, sẵn sàng bao dung cho những sai lầm của người khác nhưng họ lại rất cẩn trọng với những sai lầm của mình. Nam tuổi Canh Tuất không chú trọng về chuyện tiền bạc nhưng họ lại rất quan trọng chuyên đi kiếm tiền, họ trung thực, ngay thẳng và thẳng thắn, nên trong các quan hệ xã hội, có thể người tuổi Canh Tuất sẽ gặp những chuyện không hay. Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng, vật chất, họ luôn dung hòa được hai sự việc, sự vật, mâu thuẫn, đôi khi ở khía cạnh tiêu cực, họ là những người khá bảo thủ, hay cả thèn, hay nhúng mũi vào chuyện của người khác. Chính vì sự giỏi giang và thấu hiểu mọi sự mà họ có những lúc bảo thủ và không nghe ai nói. Những khi có sự việc xảy ra cùng cả nhóm, người tuổi Canh Tuất sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ như một trưởng nhóm thực sự được giao việc. Khi có việc xung đột mâu thuẫn, họ thường có thái độ muốn giải quyết vấn đề chứ không thù hận. Họ cũng là người khá đa nghi nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc. Tuổi Canh Tuất nam mệnh có thiên can, mang chữ canh, có các sao Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đồng, Thái Âm và Tứ Hóa. Với hai sao Thiên Đồng, Hóa Khoa nếu sống hợp với đạo đức thì sự nghiệp càng thăng tiến, cuộc sống hạnh phúc. Là người khôn ngoan năng động, làm việc chăm chỉ, siêng năng, có ý thức trách nhiệm cao. Đa phần có tuổi thơ không được may mắn, đã phải vào đời sớm, thân tự lập thân, là người có ý chí, chịu khó, chịu khổ, cố gắng phấn đấu để vươn lên, không sớm thì muộn cũng đạt được ước vọng. Tiền vận tuy có khó khăn, nhưng từ trung vận đã có sự nghiệp,
gia đạo vững vàng, ngày càng phát triển, hậu vận danh lộc tăng cao. Cuộc sống có nhiều may mắn, có người trở thành chủ nhân, có tiền, có tiếng, tuổi già con cháu đông đầy, gia đình hưng thịnh. Nam mệnh tuổi Canh Tuất không phải là người có lối sống ham mê tiền tài, địa vị và quyền lực. Trong vẻ ngoài của họ có đôi chút lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra tuổi Canh Tuất là người sống giàu tình cảm. Chất liệu cuộc sống của họ được tạo nên từ tình yêu thương, sự quan tâm của những người thân xung quanh. Hơn nữa, Canh Tuất nam mạng là những người thích giao tiếp, kết bạn, bởi vậy họ có mối quan hệ xã hội rộng rãi, người này ít khi có khái niệm kẻ thù vì họ theo chủ nghĩa hòa bình. Nhưng một khi có ai đó cố tình làm tổn hại danh dự của họ và những người thân trong gia đình, tuổi Canh Tuất sẵn sàng đáp trả một cách dữ dội. Mọi người xung quanh tin tưởng và khâm phục vào trực giác của tuổi Canh Tuất. Trước những khó khăn nguy hiểm, người này luôn đưa ra những lời khuyên chính xác, đúng đắn và những lời cảnh báo cho mọi người đề phòng. Nhờ vào con mắt tinh tế của mình, tuổi Tuất có thể phán đoán được tính cách suy nghĩ của người khác. Điều đó giúp họ kết bạn được với những người cùng chung chí hướng, tránh xa những người mưu mô xảo quyệt. Nếu quan sát tuổi Canh Tuất nam mạng khi giao tiếp, bạn sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích. Những người này biết cách thu hút, dẫn dắt người khác vào câu chuyện của mình. Họ từ tốn, để chỗ cho những sự tinh tế, chứ không bao giờ to tiếng, gào thét trước mặt ai đó. Hơn nữa, những lý lẽ mà tuổi Tuất đưa ra luôn khiến người khác bị rung động, thuyết phục. Nam giới tuổi Canh Tuất nổi tiếng thông minh, sắc sảo, có khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp bất ngờ. Họ phân biệt được rõ đúng sai, biết điều gì mình nên và không nên làm. Những người mơ hoài bão luôn tồn tại trong con người họ như một ngọn lửa âm ỉ. Chỉ cần tìm thấy thời cơ thuận lợi, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy mãnh liệt. Một khi làm việc, những người này tập trung cao độ và cố gắng hết mình, chừng nào chưa hoàn thành nhiệm vụ họ sẽ không bỏ cuộc. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của người tuổi này đó là không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Họ có thể nổi giận với đồng nghiệp bất cứ lúc nào, dù cơn nóng giận ấy sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng điều đó đã khiến người khác bị tổn thương. Đối với họ, gia đình và danh dự là hai điều đáng quý nhất của một con người, dù có bận rộn đến mấy với công việc. Nam tuổi Canh Tuất cũng sẽ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm lo cho những người thân xung quanh họ. Trong những lúc khó khăn, chính tình cảm gia đình, bạn bè là nguồn động lực duy nhất, tiếp thêm sức mạnh, nghị lực cho tuổi Canh Tuất vượt qua gian nan thử thách. Nếu có một người bạn tuổi Canh Tuất, bạn sẽ luôn cảm thấy an toàn và tin cậy, họ tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội mối quan hệ này. Tuổi Canh Tuất nam mạng sẽ cảm thấy hòa hợp với tuổi Ngọ, Thân, Hợi, Tỵ và ngược lại không thích hợp với tính cách của người tuổi Thìn, Dậu. Xét tổng quan tử vi nam mạng tuổi Canh Tuất trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nam mạng tuổi Canh Tuất theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, canh gặp giáp chủ về tương phá, làm ăn có kẻ hiềm khích hoặc sức cạnh tranh mạnh, có thể mở rộng hay phát triển thêm một vài việc, nhưng đa phần không có đầu có cuối, kết quả không như ý, tiền bạc hay chuyện tình cảm cũng phát sinh không ít rắc rối. Xét về địa chi, Tuất gặp Thìn lâm cục diện xung thái tuế, một năm nhiều khó khăn và thách thức đang chờ đón đương số ở phía trước, cục diện xấu tác động khiến tâm tính thay đổi, bạn dễ nóng nảy rồi gây ra hàng loạt rắc rối, tiền bạc vẫn có khả năng làm ra nhưng không nhiều vật chất lắm mới kiếm được. Xét về ngũ hành, bản mệnh hành kim gặp năm hỏa bị khắc chế, đề phòng kẻ xấu lợi dụng hoặc chiếm đoạt công lao, tiền bạc, tiểu kết. Xét theo mối quan hệ can chi và ngũ hành, nam mạng Canh Tuất, sinh năm 1970, phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức trong năm 2024, hầu như mọi việc đều phải tự thân lo liệu. Tiểu nhân vận khá lớn, sức cạnh tranh trong công việc và kinh doanh đều gia tăng, đòi hỏi bản mệnh phải có sự tỉnh táo và đề phòng, kẻo gặp nhiều bất lợi, đến cuối năm vận trình mới dần cải thiện. Thứ hai, xem tử vi Canh Tuất, sinh năm 1970, nam mạng, theo sao hạn. Năm 2024 tuổi Canh Tuất nam mạng gặp sao La Hầu chiếu mệnh, là hầu tinh, là một trong số 9 vị tinh quân. Nằm trong hệ thống cửu diệu, La Hầu còn gọi là khẩu thiệt tinh, là sao xấu ảnh hưởng nặng cho bản mệnh trong năm 2024. Hạn sao La Hầu chủ về các vấn đề sau. Về quan lộc, người có sao La Hầu chiếu mệnh sẽ không gặp được may mắn, cuộc sống vốn ổn định, phải đối mặt với một vài thử thách trong cuộc sống, đặc biệt đối với đường công danh, có nhiều chông gai. Vì vậy trong năm, có sao La Hầu chiếu mệnh, cần phải ám binh bất động, không nên hùn hạp làm ăn để tránh tổn thất có thể gặp. Ngoài ra, trong công việc cần cẩn thận mồm miệng, kẻo gặp thị phi liên miên hay thậm chí dính dáng đến kiện tục. Về tài vận,
Chủ mệnh có sao La Hầu chiếu mệnh, dễ hao tốn tiền bạc, đầu tư đến đâu thất thoát đến đó. Không suôn sẻ thuận lợi như mong đợi, vì vậy bất kể làm việc gì cũng phải cân nhắc chi tiêu để tránh tiền mất tật mang. Về sức khỏe, người có sao La Hầu chiếu mệnh sẽ dễ ốm đau, mệt mỏi, không có sức sống. Nhưng đặc biệt, nếu trong năm đàn ông có sao này chiếu mệnh mà vợ mang thai thì xem như là may mắn, làm ăn cũng phát đạt, sức khỏe cũng dồi dào, cả nhà được bình an. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao La Hầu như sau. La Hầu hạn ấy nặng thay, tháng riêng tháng 7 kỵ ngay chẳng hiền, môn trung đổ bạc hao tiền, tư sắc tài khí đảo điên như là đàn ông nặng hơn đàn bà, nữ nhân khẩu thiệt sinh mà giận nhau, hao tài tốn của ốm đau, sinh ra ẩu đả lao đao chẳng hiền, đàn ông vận mạng bất yên, tai nạn phản phúc của tiền tốn hao, ăn ở ngay thẳng chẳng sao, rồi gặp nguy hiểm ốm đau nhẹ nhàng. Đối với đàn ông gặp sao này, thường thiệt hại nặng nề hơn nữ giới, có thể hao tốn tiền của, đau ốm, sinh ra tệ ăn chơi, lãng phí, bổ bịch, bạc bài, bê tha, bia rượu, gia đạo mâu thuẫn, bất hòa liên miên. Đối với nữ mệnh, thường mang tiếng, cãi vã sinh ra buồn bực, muộn phiền. Trong năm đương số gặp sao này chiếu lên, tránh đầu tư làm ăn lớn, cẩn thận phát sinh những chuyện đào hoa bất chính, đề phòng đau ốm, tranh chấp, cãi cọ, kiện cáo, hoặc mang theo tiếng xấu, bị hiểu lầm, nghi ngờ, khó giải trình. Sao này xấu nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Thứ ba, xem tử vi nam mạng, tuổi Canh Tuất, theo niên hạn là Tam Kheo. Tam Kheo là hạn chủ về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Người gặp phải hạn Tam Kheo có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp, tay chân, vì thế nên tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh mâu thuẫn, vì có thể dẫn tới xô xát mà gây ra chấn thương, cũng không nên ở những nơi ẩm thấp, khiến bệnh xương khớp bị ảnh hưởng, ngoài ra cũng cần đề phòng các chấn thương ngoại khoa. Từ xưa, ông cha ta đã lưu truyền một câu nói, tam kheo thống nhãn thương thủ túc. Nội dung câu này nhằm đề cập tới những vấn đề mà người có hạn tam kheo sẽ phải gánh chịu trong suốt thời gian năm gặp hạn đó. Về sức khỏe, những người có hạn tam kheo trong năm cần chú ý chứng phong thấp cũng như những thương tích về chân tay mà mình gặp phải trong sinh hoạt thường ngày. Theo đó có thể những việc trong gia đình hoặc người thân có chuyện cũng sẽ gây ra những điều này cho bạn. Về đời sống, không nên tụ họp ở những nơi đông người, tránh xa những sự khiêu khích và phải nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích này, cũng như nhẫn nhịn trước mọi việc, nếu không, rất có thể những điều này sẽ gây nên sự rắc rối trong cuộc sống cho bạn. Theo nhiều những tài liệu đáng tin cậy khác, thì ngoài sức khỏe, đề phòng các bệnh về mắt, tay chân. Những người gặp hạn tam kheo còn có thể gặp thị phi, cãi vã, nhiều người bị người xung quanh lên án, phê bình, châm biếm, đả kích, chịu những cú sốc hay áp lực về tâm lý rất lớn. Cách giải hạn tam kheo: đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ, đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế các bệnh về tứ chi, hành sự thận trọng, tránh hấp tấp mà mất cơ hội hiếm có. Thứ tư, vận niên năm 2024 của tuổi Canh Tuất, nam mạng. Năm 2024, tuổi Canh Tuất gặp vận niên Dương Hồi Ngàn. Dương Hồi Ngàn là dê được về núi rừng, thỏa chí tang bồng, hoa quả nhiều khắp nơi, cây cỏ cũng tươi tốt mượt mà, thả sức thưởng thức. Trong năm này, đường công danh của bản mệnh sở hữu nhiều triển vọng, kinh doanh cũng gặp dịp phát tài. Trong năm này, bản mệnh gặp được nhiều bạn tốt, nhiều thời cơ may mắn đang chờ đợi bạn ở phía trước. Hơn nữa, trong năm nay bản mệnh còn đón nhận nhiều tin vui trong gia đình như thêm người, thêm của. Trong năm, bản mệnh cũng nên biết kiềm chế, khiêm nhường thì công danh sự nghiệp mới được bền lâu. Ngoài ra, bạn cũng lưu ý lúc tham gia hồn hạp, quản lý tiền nong và tài sản chăm chút. Thứ năm, xem vận hạn năm 2024, tuổi Canh Tuất, nam mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Tuổi Canh Tuất không phạm tam tai, các khía cạnh cuộc sống bớt phần hung hiểm, chủ động tự túc làm ăn, ắt có của ăn, của để, còn lười nhác mong đợi vào người khác thì lúc nào cũng thấy túng thiếu. Kim Lâu năm 2024. Tuổi Canh Tuất phạm Kim Lâu thân, không thích hợp tiến hành mua hay xây dựng nhà cửa, bản thân sẽ bị tổn thương hoặc gặp nhiều vận xui xẻo. Hoàng Ốc 2024. Tuổi Canh Tuất không phạm Hoàng Ốc, khi làm nhà cửa trong năm Giáp Thìn 2024, tiểu kết. Muốn vượt qua thử thách và gặt hái được kết quả khả quan, bản mệnh cần dựa vào sức của mình, chứ không thể trông cậy vào người khác. Năm nay cũng không thích hợp để tiến hành các công việc trọng đại như mua nhà hay xây dựng nhà cửa bởi bản mệnh dễ gặp phải điều xui xẻo.
Tiếp theo là về tử vi năm 2024, tuổi Canh Tuất, Nam Mạng, trên các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, gia đạo và sức khỏe như sau. Về mặt sự nghiệp, bước sang năm Giáp Thìn 2024, nam mệnh tuổi Canh Tuất là 55 tuổi âm lịch, được sách đoán trên nhiều yếu tố. Về ngũ hành bản mệnh, thiên can địa chi, sao chiếu mệnh, vận niên cho thấy đây là một năm hung cát đan sen, may rủi khó lường. Gặp cục diện xung thái tuế 2024 gây ảnh hưởng hầu hết đến các phương diện cuộc sống của con giáp này, tài vận và các mối quan hệ có thể sẽ gặp biến động lớn. Tử vi năm 2024 nhận định con đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất, Nam Mạng đầy những trắc trở, khó khăn. Bạn cần xác định rõ mục tiêu của mình và xác định sẵn tinh thần để có động lực vươn lên, không đầu hàng nghịch cảnh thì ắt sẽ chạm tới thành công. Trong năm 2024 này, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh không được tốt, bản mệnh khó có thể tìm được người đồng chí hướng với mình, thậm chí chỉ cần có người bày tỏ thiện ý với Canh Tuất là tốt lắm rồi, đa số thời gian, con giáp này sẽ phải tự lực cánh sinh, không được ai giúp đỡ, dễ dẫn đến tình trạng tâm lý mệt mỏi, căng thẳng áp lực. Đồng nghiệp cản trở, đối thủ cạnh tranh là nguyên nhân chính khiến các công việc của bản mệnh khó có thể tiến hành theo đúng kế hoạch, tuy nhiên, dù có bị quấy rối, làm phiền, bạn cũng cần cân nhắc mình bình tĩnh xử lý, chớ nóng nảy kẻo hỏng việc, kẻ xấu cũng có cái cớ để viết vào, nhân đó hãm hại hoặc giành tất công lao của bạn. Khi được giao cho phụ trách công việc, tuổi Canh Tuất Nam Mạng, chớ làm với tinh thần đối phó, được chăng hay chớ, vì như vậy thì dễ mắc lỗi sai, ảnh hưởng tới hình ảnh của bản thân và cả tập thể. Khi vấn đề xảy ra, bản mệnh cũng cần dũng cảm đối mặt với sự thật, đừng tìm cách trốn tránh hoặc đổ lỗi cho ai. Dù là người đứng ở vị thế lãnh đạo đi nữa, con giáp này cũng không được lơ là bởi nhiều quyết định của bạn có thể ảnh hưởng sống còn tới cả tập thể. Bạn không nên nghe theo lời xúi dục của những kẻ nịnh hót. Khi đứng trước các vấn đề, bạn cần có cái nhìn đa chiều và đúng đắn, đừng nghe theo lời nói của một chiều từ bất cứ ai. Về mặt tài lộc, tử vi khoa học nhận định tình hình tài chính của người tuổi Canh Tuất Nam Mạng cũng khó có thể tiến triển được như mong muốn ban đầu của bản mệnh. Ngay từ thời điểm đầu năm, bản mệnh đã nên xác định cho rõ định hướng của mình, không nên đặt ra những cái đích quá xa vời, vừa khiến bản thân mệt mỏi, lại vừa dễ rơi vào cảnh thua lỗ. Người làm công ăn lương nên chú ý vào nhiệm vụ của mình, chớ lơ là kẻo kẻ xấu lợi dụng, chiếm công, khiến công sức lao động bỏ ra đều trở nên uổng phí. Bạn cũng cần chú ý vào công việc, bởi nếu không để xảy ra lỗi sai, vừa ảnh hưởng đến người khác, lại vừa phải tốn công sức và tiền bạc để sửa chữa. Với người làm ăn kinh doanh, bạn gặp nhiều bất lợi khi đối thủ đều quá mạnh mẽ, trong khi chính bản thân mình lại chưa tìm ra được lợi thế để cạnh tranh. Con giáp này cần phải thật sự bình tĩnh để đánh giá đúng tình hình thực tế, cũng như điểm mạnh của bản thân, chớ vội vàng đưa ra quyết định để rồi vướng phải thua lỗ hơn. Những người thiếu kinh nghiệm cần hạn chế dốc hết tài sản của mình để đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, vì như vậy khó thu hồi vốn và cũng dễ phải chịu những tổn thất nặng nề. Tốt nhất hãy tiến hành từng bước chậm mà chắc, không nên chạy theo xu thế, bạn cần tích lũy kinh nghiệm dần dần rồi mới có thể làm ăn lớn được. Tuy nhiên trên thực tế thì trong năm vẫn sẽ có một số thời điểm bản mệnh gặp được nhiều may mắn lớn hơn, quan trọng là bạn phải đủ tinh tế. Để nhận ra đâu là cơ hội mình cần lập tức nắm bắt được cơ hội, bạn sẽ cải thiện được tình hình thực tại, thậm chí phát hiện ra được hướng đi mới, khắc phục bế tắc. Về mặt tình cảm, gia đạo, chia buồn với người tuổi Canh Tuất Nam Mạng vì bạn dễ phải đối mặt với những đổ vỡ, tổn thương trong chuyện tình cảm. Thời điểm này, bạn và nửa kia thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với nhau, chỉ một vấn đề nhỏ cũng có thể thổi bùng lên cơn nóng giận của cả hai. Nếu bạn không biết kiềm chế cơn nóng này của mình thì rất dễ có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương đến người thân thiết nhất. Vì thế, khi phải chịu đựng những áp lực của cuộc sống, thay bằng việc trút giận lên đầu người ấy, bạn nên chia sẻ, tâm sự với đối phương. Hai người thường xuyên trải lòng sẽ ngày càng hiểu và thông cảm cho nhau hơn, tránh được những khúc mắc không đáng có. Về mặt sức khỏe, với những rắc rối trong cuộc sống, người tuổi Canh Tuất khó có thể cảm thấy lạc quan, khỏe mạnh, bạn cảm thấy mệt mỏi với các áp lực, thậm chí là than thân trách phận, tâm lý nặng nề. Để tránh rơi vào những tình huống xấu, bạn cần nhanh chóng chia sẻ những cảm xúc của mình với người đáng tin cậy, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng. Rồi lại suy nghĩ không thông, chắc hẳn mọi người luôn sẵn sàng đưa cho bạn một gợi ý, giang tay giúp bạn vượt qua tình cảnh khó khăn.
Ngoài ra, con giáp này cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc, hãy tìm cách cân bằng cuộc sống và sự nghiệp của mình. Tích cực tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh, tinh thần nhẹ nhõm hơn. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nam mệnh tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Bước sang năm 2024, nam mạng Canh Tuất gặp năm xung thái tuế. Trong năm này, bản mệnh sẽ có những chuyện kém may mắn như phải chuyển nhà, chuyển công việc, bạn bè phản bội, bệnh tật, phá sản, gây thù kết oán. Cách hóa giải xung thái tuế. Bản mệnh cần giữ tỉnh táo hết sức nếu không muốn mắc phải trò lừa đảo của người khác, dễ rơi vào tình huống tình ngay lý gian. Nếu bị kẻ khác công kích hãm hại, bạn không nên một mực nhẫn nhịn, có những thời điểm cần phải có sự phản kháng thích hợp. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bạn dễ rơi vào mánh lưới của kẻ xấu, khiến tiền bạc đổ sông, đổ bể, bạn cần phải hết sức tỉnh táo, nhận ra lỗi sai để dừng lại đúng lúc. Những ai vào năm thái tuế không nên làm gì? Hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ, điều này được lý giải là vì trong vận trình một năm thì không hẳn lúc nào người phạm thái tuế cũng xui xẻo. Nhưng ngũ hành sinh khắc, tức nếu tham gia quá nhiều vào các chuyện xui xẻo thì giống như diêm gặp lửa, dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo. Nếu nhất định phải tham gia thì tùy vào nghi lễ mà nên tránh làm bước cuối cùng, ví dụ đưa đám ma thì lúc cuối nên quay lưng lại với bia mộ. Đối với phòng sinh đẻ thì nên chuẩn bị một bao lì xì đỏ để lấy chút khí lành. Không đến nơi hoang vu hẻo lánh, vì theo thuyết âm dương, chỗ nào càng vắng vẻ heo hút, âm khí càng nhiều, không tốt cho người phạm thái tuế. Không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự tốt nhất, nếu gặp những chuyện có tính biến động lớn hoặc biến hóa không lường trước được thì nên nhẫn lại hoặc không nên tham gia, thiên thời địa lợi nhân hòa. Không nên đứng ra giúp đỡ hay đảm bảo cho người khác, bất cứ lúc nào phạm thái tuế tối kỵ bốc đồng, sốc nổi, đứng ra lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Phong thủy may mắn cho tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, hướng và màu sắc phong thủy. Những người tuổi Canh Tuất hợp hướng nào? Đó là các hướng Nam, sinh khí, Bắc, thiên y, Đông Nam, diên niên, Đông, phục vị. Người tuổi này nên kỵ các hướng xấu là Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc và Tây. Về màu sắc, người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, hợp các màu vàng rực rỡ hoặc màu trắng tinh khiết, vì màu vàng thổ mà thổ sinh kim nên rất tốt cho người tuổi Canh Tuất. Màu trắng là màu tượng trưng cho bản mệnh nên cũng tốt. Màu tương khắc của tuổi Canh Tuất là những màu như màu hồng, màu đỏ, vì những màu này ứng với hành hỏa, hỏa khắc kim. Tuổi Canh Tuất hợp với tuổi nào? Theo tử vi, trong làm ăn tuổi Canh Tuất hợp các tuổi Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi. Trong tình yêu hôn nhân, tuổi Canh Tuất hợp với các tuổi Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi, Đinh Mùi. Tuổi nào khắc với Canh Tuất theo quy luật tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, ứng với các con giáp trong bộ này, tuổi Canh Tuất sẽ khắc với các tuổi Giáp Tý, Ất Sửu, Canh Ngọ, Bính Tý, Đinh Sửu và Mậu Ngọ. Những người tuổi Canh Tuất không nên kết hợp làm ăn với những tuổi trên vì dễ dẫn đến đổ vỡ, kết hôn với các tuổi trên cũng khiến tình cảm tuổi Canh Tuất có kết quả không tốt đẹp. Cây phong thủy cho người tuổi Canh Tuất. Những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 hợp với các cây có màu bản mệnh như kim, như màu trắng hoặc màu tương sinh của hành thổ. Cụ thể, cây hợp tuổi Canh Tuất có thể kể đến như cây ngọc bích, vạn niên thanh, thiên niên kiện, lan ý mỹ, châu bà đế vương, sẽ giúp gia chủ có thêm bình an may mắn trong năm 2024. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Canh Tuất, nam mệnh trong năm 2024 này. Đời người vốn chỉ được sống một lần, những người coi trọng cuộc đời thì cuộc đời sẽ không bao giờ bạc đãi họ. Bản thân cuộc sống vốn như một chiếc gương, khi bạn cười với nó sẽ cười với bạn, còn nếu bạn khóc với nó thì nó cũng khóc với bạn. Nếu bạn đối với cuộc đời có thái độ lười nhác, bất cần, ruồng rẫy, để mặc dòng đời tự trôi như vậy thì cuộc sống sẽ không tiếc rẻ gì hồi đáp lại bạn những ngày tháng khô khan, nhạt nhẽo, vô vị. Nhưng nếu bạn đối với cuộc đời tràn đầy hy vọng và nhiệt huyết thì ngọn lửa bùng cháy này sẽ khích lệ bạn dũng cảm thẳng tiến, vươn tới những điều tốt đẹp hơn. Bởi trên thế gian này vốn không có thứ gì là đặc biệt, chuẩn bị sẵn cho bạn cả, bản thân bạn cần phải bắt tay sáng tạo mới có thể thật sự vừa lòng thỏa ý được, cho nên thứ quyết định chất lượng cuộc sống không phải tiền bạc
hay vật chất mà là thái độ sống của chúng ta. Sinh mệnh đến rồi lại đi, ngày nó trôi đi chẳng chờ một ai, thời gian không phải là vô hạn. Vậy thì hãy tranh thủ khi đang may mắn được tận hưởng cuộc đời này để thay đổi thái độ sống, sao cho thật đáng với cơ hội được sống hiện tại. Theo đó, để sống tốt cuộc đời này, bạn cần ghi nhớ thái độ sống của kẻ khôn ngoan là tránh xa ba cái tùy sau, không nói lời tùy ngữ, không làm việc tùy hứng, không làm người tùy tiện. 1. Không nói lời tùy ngữ. Sống trên đời, muốn nhận được sự tôn trọng của người khác, trước hết phải biết đối nhân xử thế, chân thành nhưng cũng phải khôn ngoan. Cổ nhân xưa có những điều răn vô cùng sâu sắc, cho đến ngày nay, đó chính là không được nói lời tùy ngữ. Có câu, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, ý rằng bảo chúng ta trước khi nói điều gì, đều phải nghĩ trước hậu quả và phải đặt mình vào vị thế của người nghe. Biết được lời nói của mình có phù hợp hay không, bất cứ lời nói tùy ý nào đều có thể để lại những kết quả khác nhau. Lời hay ý đẹp, khích lệ người khác sẽ mang đến thiện lành, còn lời nói xấu làm tổn thương người lại có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Ngôn ngữ là cây cầu kết nối giữa người với người, cũng là phương tiện quan trọng để chúng ta nhận thức thế giới bên ngoài. Vậy nên, nếu muốn nói rõ ràng, nói thú vị, làm người nghe vui vẻ, hài lòng, dễ nghe lọt tai, thì hãy nói lời tốt đẹp. Khi tức giận, hai người tốt nhất nên tách nhau ra, cho cả hai khoảng lặng, để suy nghĩ và bình hòa lại. Sau khi cơn giận nguôi đi hẵng tiếp tục giao tiếp, nếu không những lời nói trong lúc giận dữ, có thể sẽ hủy hoại mối quan hệ giữa cả hai. Người ta mất 2 năm để học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng. Nếu không biết rõ ràng, tường tận sự việc nào đó thì cứ bảo không biết, đừng cố vẽ ra một bi kịch, bản sai sự thật, để chứng tỏ rằng mình hiểu biết, vì bạn sẽ không biết người đối diện, sẽ moi móc lỗi sai của bạn, hay đem câu chuyện đó mách lẻo với người khác và sinh ra rất nhiều rắc rối về sau. 2. Không làm việc tùy hứng. Làm việc gì cũng vậy, hãy để tâm và có trách nhiệm với những gì mình làm, có như vậy, bạn mới có thể nhận lại kết quả đáng mong đợi, đừng làm mọi thứ một cách tùy tiện hời hợt, hứng đến thì làm, hứng đi lại bỏ dở. Hãy nhìn vào tổng thể và tính đến tương lai lâu dài, chứ không phải mang tâm tình nhất thời. Nếu bạn muốn vào một trường đại học tốt, bạn phải học tập đủ chăm chỉ. Muốn tìm được một công việc tốt, bạn phải có đủ năng lực cho công việc đó. Mọi thứ trên đời đều có giá của nó. Để có được thứ bạn muốn, bạn phải trả giá. Không có thứ gì tự dưng trên trời rơi xuống, chứ không thể tùy hứng, muốn làm thì là làm đấy. Ai cũng có hoàn cảnh thân phận khác nhau và có trách nhiệm của riêng mình. Người là trụ cột của gia đình và có trách nhiệm với gia đình. Người thầy là trụ cột của trẻ em và trách nhiệm với học sinh. Cảm xúc là kẻ thù lớn nhất của con người. Chỉ có kiềm chế được cảm xúc thì mới có thể làm chủ được cuộc sống của chính mình. Do đó, bạn phải chủ động kiểm soát cảm xúc của bản thân và biết điểm dừng. 3. Không nên làm người tùy tiện. Cùng với câu nói tùy ngữ, không làm việc tùy hứng, thái độ sống của kẻ khôn ngoan còn thể hiện việc không làm người tùy tiện. Cuộc sống luôn có nhiều cám dỗ. Con người ai cũng có những khuyết điểm của riêng mình, nhưng con người hơn nhau ở chỗ ai có khả năng kiềm chế dục vọng và sống có nguyên tắc thì kẻ đó là chiến thắng. Làm người không thể quá tùy tiện, người quân tử là người biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải có lương tâm và đức độ của bản thân. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nam mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.